Nhiều người trong chúng ta luôn mặc định là chất béo là nguyên nhân gây béo, tăng cân, nhưng thực tế lại không phải như thế. Có loại chất béo tốt giúp bạn giảm cân rất tốt. Sau đây là top 7 loại thực phẩm giàu chất béo tốt cho sức khỏe của bạn nhất. Dầu dừa. Dầu dừa có tác dụng tăng cholesterol có lợi cho sức khỏe, đồng thời cung cấp năng lượng cho cơ thể. Theo SF Gray, dầu dừa có chứa loại chất béo trung tính GC-Crader được sử dụng cung cấp năng lượng trực tiếp cho cơ thể bạn. Quả bơ. Một quả bơ thông thường chứa tới 250 calo và 22,5 gram chất béo. 71% lượng chất béo trong quả bơ là chất béo không bão hòa đơn, loại chất béo có lợi. Ngoài ra, loại quả ngon miệng này cũng chứa tới 20 loại vitamin, khoáng chất, chất xơ, protein và omega 3s và chỉ trung bình 5 gram carbohydrate trên mỗi quả, thích hợp cho những người ăn kiêng theo chế độ ít tinh bột. Chính vì là đó khiến quả bơ trở nên rất bổ ích. Trứng. Trứng là loại thực phẩm chứa nhiều cholesterol và chất béo, tuy nhiên phần lớn lượng chất béo nằm trong lòng đỏ trứng. Chính vì vậy, những người ăn kiêng thường chỉ ăn lòng trắng trứng, nhưng cần lưu ý thêm rằng phần chất béo trong lòng đỏ quả trứng mới là chất béo cần thiết cho cơ thể. Các loại cá béo. Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi, cá chích đều được mọi người cho rằng đây là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Những loại cá này chứa rất nhiều axit béo omega 3 tốt cho tim mạch và các loại chất dinh dưỡng quan trọng khác. Nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên ăn cá có xu hướng sống lành mạnh và có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch, trầm cảm, mất trí nhớ thấp hơn những người ít ăn loại thực phẩm này. Sô cô la đen. Sô cô la đen là một trong những thực phẩm có lợi cho sức khỏe và có vị khá dễ ăn. Nó rất giàu chất béo, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác như sắt, magie, đồng và mangan. Ngoài ra, sô cô la đen còn có thể chất chống oxy hóa, làm giảm huyết áp và duy trì lượng cholesterol ở mức an toàn trong máu. Các nghiên cứu cho thấy những người ăn sô cô la đen nhiều lần mỗi tuần sẽ ít có nguy cơ tử vong do bệnh tim so với những người không ăn sô cô la đen. Format. Format cũng là một nguồn cung cấp protein, canxi và khoáng chất tuyệt vời, đồng thời nó cũng là thực phẩm có thể làm giảm sự thèm ăn. Theo Alan Agron, một chuyên gia dinh dưỡng và hướng dẫn giảm cân của Manhattan, sự kết hợp của protein và chất béo trong format thường gây no. Kết quả là ăn phô mai làm giảm cảm giác đói và cũng làm giảm lượng đồ ăn hấp thụ trong các bữa tiếp theo. Sữa chua. Sữa chua có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa thông qua lợi khuẩn probiotic và theo một nghiên cứu trong Thư viện Quốc gia Mỹ về thuốc, sữa chua còn giúp ích cho những người mong muốn giảm cân. Với những thành phần dinh dưỡng trong sữa chua, loại thực phẩm này còn cung cấp năng lượng, canxi và protein cho cơ thể.